Hai Duy chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mấy anh em mình đi ra ngoài cái cánh đồng này để mình giăng lưới còn nha các bạn. Lấy cây hết luôn không? Hai cây được rồi, để đây hai cây thêm. Rồi bây giờ mấy anh em mình sẽ chuẩn bị lên lưới nha cả nhà. Ok. Mấy anh em mình chuẩn bị lưới xong rồi giờ mấy anh em lên lưới nha. À, lưới mình lên xong rồi cả nhà. Bây giờ mấy anh em mình chuẩn bị đi vô nghỉ đợi nó dính thôi nha. Rồi, giờ mấy anh em mình chuẩn bị ra ngoài ngồi nghỉ nha. Nào dính mấy anh em mình kìa. Đi thăm mấy anh em mình quay cho cả nhà xem nha. Bỏ đây luôn cũng được nha, hay là bỏ đây vô bánh luôn đi. À, thì mấy anh ấy có dính cò. Hả? Đâu? Ôi dính chằng ít chằng ít. Con chằng ít. Hai con không? Hai con không? Hai con không có. Một con trong đây nữa nè. Phải không? Em bây giờ mình lộ con. Lẹ cái con. Lúng lắm nha Dương. Coi cái này còn lửa. Để xuống đi. Đó con nó dẹt gì á. Đây anh em ơi. Ôi con này bự quá. Con này con giống như con dẹt á. Anh cầm cái quay cho anh. Ôi giống như con dẹt đó ơi. Y chang dẹt luôn vậy. Giống dẹt quá à. Mới ra đi nghỉ mệt là dính nha cả nhà ơi. Mới gì ăn xong đi mệt luôn á. Qua nào vậy? Không giữ ghê luôn trời. Trắng. Ở đâu vậy? Bên đâu vậy? Em cũng biết mình đâu. Dính mỏ luôn. Em coi nó dính bên nào giỡn đi. Ôi con này mập ghê luôn á. Nhìn lại em thấy mập rồi đó. Dính mấy bên này nè em ơi. Ừ bên đó anh chưa. Rồi. Ê, bấu gì vậy? Giờ cắn buông cái đi bà, gỡ ra chứ. Còn con nó bay không dính hả? Mới ghi thấy dính con cam nữa mà mất tiêu. Con gì đấy anh? Con dạt á, con này con dạt. Y chang dạt luôn. Dạt đêm á. Đây. Ấy dạ. Dữ lắm. Không dữ ghê luôn á. Rồi, giờ mình đổi về đây. Một em mới dằn tính nghỉ mệt cái dính em mày. Đâu? À. Mới bay vô á. Mấy chim én hay ơn chim này chạy ông ơi. Ừ. Nó bị dính con kìa. À, con. Ôi đây dính chim này chạy mà đâu phải cò đâu. Chạy á, chim này chạy á. Cò đâu cò chạy nè, cò đâu. Mới bay lên đó dính con nó kìa. Chạy mà mập tí ơi. Hả? Chạy con này chạy không phải sợ. Mập ú nu luôn nè. Wow. Hả? Nắm nó quặng xuống em ơi, nó dính là bắt được hết à. Chính thì chạy. Đằng kia con kìa, mới dính con đằng kia nữa kìa. Lên gỡ luôn.
mập thù lù luôn á tí. Đây con bắt luôn đi. Bắt luôn. Này mới bay vô nè. Ông đến anh ba. Đây, hai con. Chạy chạy. Hai chương trình chào các bạn nha. Thì mấy anh em mình sáng có văn, hồi chiều có văn ta lưới chim con này, giờ mấy anh em mình đi ra đây thăm lưới nha cả nhà. Đây đi với tí anh này với lại tí em. Rồi tí anh đằng kia đứng đằng kia. Đang ở đằng kia. Đây, hai anh em mình chuẩn bị vô gỡ lưới nha. Gỡ chim nha, mình thấy có dính á. Mà không biết chim gì thôi. Ờ dính đằng đó con kìa. Ôi này dính hai ba con luôn các bạn ơi. Đúng quá. Ờ cò. Ngon này ngon lành nè. Ôi đây bay vô con, nó mới bay vô con. Ôi ơi, con này mới bay vô. Ê, con này mới bay vô. Bay số rồi. Ê ê ê. Gọt. Con này đậu đây đâu ta? Nó đậu đó đó. Xuống lũi xuống nè. Cánh vô đường nào ngay vậy? Hả? Rồi em dịnh đi, bỏ vô lưới đi, bỏ vô túi đi. Mua lên. Rồi. Đây là con này hồi chiều. Con giạc này hồi chiều. Chút bữa nay mình làm nướng luôn. Hả? Nó nằm đây luôn á. Anh coi. Cái đó nó nằm hướng này luôn em ơi. Gỡ mình ra trước đây nè. Ừ, đó đúng rồi đó. Ngoài gỡ cái nó ra. Cái đầu nó nha, đừng cho nó chìm nó mổ nha. Cắn. Dính nó với đường gỡ luôn á. Kéo cánh lên. Em tú cái cánh bên đây luôn đi. Còn cái cánh này còn dính nữa nè. Tú cánh nó ra luôn, nó ra đó. Một hai mặt nhầm gì. Cánh này luôn. Kéo cánh này ra luôn. Rồi. Chú cái đuôi nè. Rồi ra đó. Công. Nó vố lại, cái giò nó bén ghê luôn trời. Anh dịnh giò này cho em vịt nó đi. Ừ. Còn móng nữa, còn móng nữa, còn móng giữa nó. Ô cứng ghê. Rồi, bỏ cho tôi đi. Dính được kìa. Ê, mới bay vô con. Mới bay vô con anh em ơi. Đằng này còn con nữa tí ơi. Wow. Có súng nữa không? Để tôi bắn con coi. Rồi vô, mới dính con nữa. Quay này chắc ra nó cạn này.
lớn vô. Ồ, dính hai ba con luôn em ơi. Ba bốn bốn năm con luôn kìa, có chim gì nữa kìa. Con vạc nó gì á em ơi. Trời ơi. Cái gì? Cú hả? Kệ nó đi, thả nó ra đi chứ. Tính chim ngon ngon ai vậy mấy con. Mấy con này. Bữa được ăn đâu ngon lại ăn con này luôn á. Ôi con này nhìn con ghê quá bạn ơi. Ôi dơ vậy tao đụng luôn nè. Ôi chơi dính được con cò này các bạn. Giờ mình sẽ gỡ mấy con này thả nó đi ha. Thì con này mình không có ăn thịt nó. Con em trai mình á. Em trai mình nó lụm luôn. Cái anh vừa gửi em này. Bán có được không đấy, nhưng mà thấy người ta cứ nuôi người ta chơi á, con nó không nhìn nó mới quá. Chắc là người ta gặp ta bắt ta không có xé không. Đây các bạn ơi, đây dính con cò. Đây là cò trắng, cò ma nè. Con cò trắng kia. Đây các bạn ơi, thì từ tối qua giờ mấy anh em được như đây nha. Rồi mấy anh em về, mấy anh em mình chế biến ngay nha. Rồi được 5 con á, được con cò ma với lại con vạc với ba con cò lửa. Con cò đỏ nữa. Rồi giờ mình về thôi cả nhà ơi.